Bây giờ là bỏ bộ nhé. Vâng. Mua bộ khác. Mua hẳn bộ mới. Là thế. Bỏ đi làm lại hết từ đầu. Đánh hẳn combo luôn. Dạ. Chỉ cần thế này thôi anh. Chỉ cần đây là đủ rồi. Chú ở đâu nhỉ? Gần đây không chú? Hay thì khoe thôi. À thế à? Sao chú? Đến mua rồi đấy. À, trước anh đến mua rồi hả? Đúng rồi. Trông nhìn anh quen thật. Trước là lấy bộ gì ấy? Chưa lấy bộ gì nhưng mà lấy một con loa trầm ở đây. À, rồi. À. Và lấy của tối. Xong à. Rồi gần hết giờ ấy. À, à. Sau hôm nay lại dẫn, đây là chú hay là ai? Bố. Bố à? À thế à? Đây, nguyên si đây. Chưa bóc tên đây. Vâng. Đây là rồi, đây cứ phải thế là được. Vâng. Sang để dán tên đầu tiên được rồi. Nhưng mà phải cài cho chú ở đây á. Tất cả phải cài đây. Phải cài ở nhà nhưng mà cài ở đây. Cài cho chú. Cài. Vẫn còn đang sớm các phải chỉnh chiếc này nọ các kiểu. Đi đón trẻ con. Đi mà đón trẻ con. Không đúng à? Chú ngồi đây tại cho tí cho bóc luôn cho chú xong cho cài luôn cho chú. Để yên tâm là chú ký vào luôn. Đấy. Đấy. Cài thì nó sẽ lắp đặt. À, lắp đặt thì vẫn có lắp đặt. À, có kỹ thuật là sang lắp đặt. À, đúng rồi, đi luôn. Ờ, à, đấy. Thế là chú đã xem một chiếc ở nhà rồi đúng không? Có xem rồi. À, thế chú đến chú nhận cho cháu luôn à? Ừ. Cái ông béo này là ông béo à. Trước đến chỉnh sửa à. Rồi. Đến tận nhà rồi ông béo. Đến nhà anh hả? À. Bây giờ là bỏ bộ nhé. Vâng. Mua bộ khác. Mua hẳn bộ mới là thế. Bỏ đi làm lại hết từ đầu. Đánh hẳn combo luôn. Dạ. Nhà mình nó có phòng riêng không chú? Hay là phòng khách luôn? À thế. Ăn ngủ chung luôn. Ăn thì chung. Làm suốt ngày. Tỉnh thoảng tụ tập với nhau. Ok, vâng. Hai mà không có treo lại được. Treo được. Dạ. Treo lên thì nó gọn hơn. Thế nhà mình không có chỗ để. Nó nhỏ vẫn vừa. Về sâu mình cũng sợ. Dạ. Sợ về ngang mà thật. Cái combo ngày hôm nay sẽ cùng đô la VA 12 Pro. Đây là nguyên thùng nguyên kiện X23 Pro theo yêu cầu của chú. Đập hộp hết các bác nhé. Con chồng thì vừa rồi đã đập hộp cho chú xem rồi. Ở kia thì đã sử dụng một cục đẩy liên vang X23 Pro và có mic C200. Bộ này chỉ đơn giản là 4 thiết bị vậy thôi. Một đánh cực kỳ hay. Đấy như là ở trên ba đấy. Ừ. Ok. Đấy, xong lấy đôi chú với đôi kia. Đập hộp luôn kia. Vâng. Đấy, vừa rồi thì anh em chúng em đã hướng dẫn cho chú cái cách sử dụng cái cục đẩy X23 Pro cộng với bộ dàn combo ngày hôm nay. Bộ này rất đơn giản, có quả trầm này, quả trầm bên dưới này, bát 40 này, con này F1500 nhé. Ở trên là con X23 Pro và trên nữa là một cặp mic không dây và đô la VA12 Pro. Ok. Rất là cảm ơn chú. Chú đã theo dõi trên kênh YouTube của Hoàng Long rất là lâu, xong rồi hôm nay chú đến tận nơi và trải nghiệm thì rất là ưng ý rồi. Rất hay, mở to lên cho anh em nghe.
ok.